bất ngờ với danh tính hai thi thể nam giới trôi giạt trên sông Lam vụ học sinh hai trường xô xát một nam sinh giẫy ngón tay công an vào cuộc kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube báo lao động vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình sau đây sẽ là những nội dung chi tiết thưa quý vị vụ việc hai thi thể nam giới được người dân địa phương phát hiện trôi giạt trên sông Lam gây xôn xao dư luận vừa qua được biết quá trình điều tra xác minh, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã xác định được danh tính của hai thi thể này. Theo đó, Công an thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính hai thi thể nam giới trôi giạt trên sông Lam, đoạn chảy qua địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An. Vào ngày 11 tháng 11, là LGBL, sinh năm 2004, ngụ tài xá Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, và NVD sinh năm 1982, ngụ tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Sau khi việc lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể nam giới trên sông Lam được đăng tải trên các phương tiện thông tin, trang mạng xã hội, người nhà của nạn nhân BL ở huyện Hương Sơn đã đến nhận dạng, còn danh tính nạn nhân ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là do cơ quan chức năng xác minh. Bước đầu cơ quan chức năng xác định hai nạn nhân này không quen biết nhau. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ việc một nhóm học sinh của trường trung học cơ sở Lạc Long Quân kéo nhau đến đánh một học sinh của trường trung học cơ sở Hùng Vương, được một số học sinh quay lại rồi phát tán trên mạng xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc cho biết đã có văn bản báo cáo sở để làm rõ vụ việc. Theo báo cáo, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 3 tháng 11, sau giờ tan học 15 phút, hai học sinh PNAK và NDH cùng học lớp 9D trường Trung học Cơ sở Lạc Long Quân thành phố Buôn Ma Thuột đã đánh em TVQD học sinh lớp 9G trường Trung học Cơ sở Hùng Vương thành phố Buôn Ma Thuột tại khu vực hẻm Nguyễn Cư Trinh phường Tự An thành phố Buôn Ma Thuột nguyên nhân là do trước đây em có xảy ra mâu thuẫn với một học sinh tên A ở trường Trung học Cơ sở Hùng Vương sau đó em A nhờ em K và em H đánh em D vụ việc khiến em D bị xây sát ngoài da và gãy ngón tay út sau khi xảy ra vụ việc, các học sinh và cha mẹ có liên quan đã được công an phường Tự An mời lên làm việc. Hiện gia đình các bên học sinh liên quan vẫn đang trong quá trình giải quyết sự việc cùng công an phường Tự An. Vụ việc đánh nhau có ghi lại bằng clip và chưa có kết luận chính thức từ phía công an phường Tự An. Trường Trung học cơ sở Lạc Long Quân và Trung học cơ sở Hùng Vương đã cử thầy cô giáo đến thăm hỏi MD, phối hợp làm việc với công an phường Tự An để phục vụ công tác điều tra và xử lý. Phụ huynh của những học sinh tham gia đánh MD đã tới nhà thăm hỏi, động viên và chịu các khoản chi phí thuốc men cho MD. Mới đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng thuộc đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng người Lào đang vận chuyển lượng lớn ma túy đi tiêu thụ. Được biết, khi đối tượng bị kiểm tra, đối tượng này đã cầm dao nhọn chống trả quyết liệt. Cụ thể vào lúc 7 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện bắt giữ đối tượng Thạo Nao Ly, 54 tuổi, trú tại bản Năm Nàng, cụm Nậm Nga, huyện Viêng Say, tỉnh Hùa Phăn, Lào, đang vận chuyển 2 kg thuốc phiện và 1.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo có đối tượng vận chuyển ma túy qua khu vực bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, nên bố trí lực lượng tiến hành kiểm tra vây bắt. Khi phát hiện đối tượng khả nghi đi qua khu vực bản kéo té, lực lượng chức năng đã triển khai phương án khám xét bắt giữ. Thấy vậy, đối tượng đã ngay lập tức sử dụng dao nhọn chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, với quyết tâm chấn áp tội phạm, các cán bộ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ thành công đối tượng Thạo Nao Ly, thu giữ tăng vật gồm 2 kg nghi là thuốc viện và 1.000 viên ma túy tổng hợp. Qua đầu tranh, Thạo Nao Ly khai nhận số tăng vật trên là thuốc viện và ma túy tổng hợp. Đối tượng đã lợi dụng đêm tối, địa hình đồi núi vượt biên giới qua khu vực biên giới để vận chuyển số ma túy trên bán cho một người Việt Nam. Khi đối tượng đến địa bàn bản Kéo Té, xã Nhi Sơn thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. vụ việc đang được Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu và phối hợp với lực lượng chức năng khác xử lý theo quy định. Tạm giữ hình sự thanh niên cho vay lãi cắt cổ đến hơn 500% một năm xe tải tông vào quán ăn, ba người thương vong. Công an huyện Nhân Trạch đã tạm giữ hình sự đối tượng Đào Tuấn Anh, 35 tuổi, ngụ tại thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất từ 360% đến 540% một năm. Trước đó, chiều ngày 11 tháng 11, nhận được tin báo về việc đối tượng Đào Tuấn Anh chuyên cho vay lãi và đang thực hiện hành vi thu tiền lãi của người vay tiền tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch đội cảnh sát hình sự công an huyện Nhơn Trạch phối hợp công an thị trấn Hiệp Phước bắt quả tang khi Đào Tuấn Anh đang thu tiền lãi của NTT, 35 tuổi, ngụ tại thị trấn Hiệp Phước và thu giữ một điện thoại di động cùng 20 triệu đồng tiền mặt. Tiến hành kiểm tra nhanh phát hiện đối tượng dương tính với ma túy và khám xét nơi ở của đối tượng Đào Tuấn Anh tại nhà ở xã hội IDCO, lực lượng công an huyện Nhơn Trạch thu giữ nhiều giấy tờ gồm căn cước công dân bằng lái xe, giấy tờ xe của người vay. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Đào Tuấn Anh khai nhận cho hơn 30 người vay với lãi suất 360% đến 540% một năm. Công an huyện Nhân Trạch đưa Đào Tuấn Anh cùng toàn bộ tăng vật về trụ sở và lập biên bản, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa qua, một vụ tai nạn giao thông hy hữu đã xảy ra tại huyện Hòn Đất và tỉnh Kiên Giang. Hai người khách đang ghé quán bên lề đường ăn sáng thì bất ngờ bị xe tải tông trực diện làm một người tử vong, một người bị thương nặng. Trước đó vào lúc 4 giờ 35 phút cùng ngày tại khu phố Sư Nam thị trấn Hòn Đất huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải chạy hướng Rạch Giá Hà Tiên do tài xế Nguyễn Bá Hùng, sinh năm 1982, thường trú tại xã Mỹ Lâm huyện Hòn Đất, điều khiển đã tông vào nhà bà Nguyễn Thị Ánh, sinh năm 1982 tại khu phố Sư Nam thị trấn Hòn Đất. Lúc tai nạn xảy ra, nhà bà Ánh mở cửa sớm để bán đồ ăn sáng cho khách qua đường. Bà Mã Thị Mai B sinh năm 1978 và bà Phùng Thị Tê sinh năm 1982 đi xe máy từ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đến quán bà Ánh thì dừng lại để ăn sáng. Cú tông trực diện của xe tải làm bà B tử vong tại chỗ, bà Tê bị thương nặng. Một người trong quán cũng bị thương nhưng chưa rõ danh tính. Ngoài thiệt hại về người, cơ quan chức năng bước đầu ghi nhận vụ tai nạn còn làm thiệt hại nhiều tài sản và căn nhà của bà Ánh. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc và hỗ trợ các nạn nhân. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75 năm 2023 NDCP có hiệu lực từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 146 2018 NDCP, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành của luật bảo hiểm y tế để thông tin chi tiết từ quý vị khán giả các quy định về bảo hiểm y tế, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Dương Thị Minh Châu, trưởng phòng truyền thông bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Xin chào quý vị khán giả của báo Lao Độ động. Vâng thưa bà thì có hiệu lực từ ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023 thì nghị định 75 đã bổ sung thêm cũng như điều chỉnh quy định về một số đối tượng thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng. Vậy bà có thể thông tin chi tiết hơn đến quý vị độc giả được không ạ? À, theo nghị định 75 Năm 2023 thì bổ sung một nhóm đối tượng tham gia mà do ngân sách đóng. Được bổ sung thêm đó là người dân ở các xã an toàn khu à, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhóm đối tượng này thì sẽ được hoàn toàn được do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng. Vâng cũng liên quan đến đối tượng thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng thì nghị định 75 đã sửa đổi quy định về những đối tượng nào so với nghị định 146 năm 2018 thưa bà? À nghị định 75 thì sửa đổi uh, điều 8 và đối tượng về điều 8, điều 9 uh, của nghị định 146 để phù hợp với cả văn bản quy định về trợ giúp À, xã hội hiện nay và chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022 và 2025. Cụ thể là sửa điều 8, đó là người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội. Và sửa cái điều, điểm A khoản 9 điều 3 là người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07-2021 ngày 7 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo cho từng giai đoạn vâng vậy thì những đối tượng nào được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo nghị định 75 và việc sửa đổi quy định này thì khác gì so với quy định cũ thưa bà đối tượng đã được sửa đổi bổ sung liên quan đến các đối tượng do nhân khách nhà, nhân khách ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng cụ thể là người dân ở các khu an toàn khu cách mạng là hoàn toàn là do ngân sách nhà nước đóng còn người dân tộc thiểu số mà đang sinh sống ở các cái địa bàn thuộc xã mới thoát khỏi cái vùng khó khăn đặc biệt khó khăn thuộc đồng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì vào nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ và sẽ hỗ trợ tối thiểu là từ 70% và trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 Vợ thêm đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế 100% và 95% cũng là một điểm mới về chính sách bảo hiểm y tế tại Nghị định 15 và được nhiều người quan tâm. Vậy thì bà có thể thông tin rõ hơn À, theo khoản 5 điều 1 của nghị định 75 thì thực hiện điều chỉnh uh, các cái quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế theo hướng bổ sung thêm các cái đối tượng được hưởng 100% và 95%. Thì trong đấy thêm hai đối tượng được hưởng 100%, đó chính là người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc. À, thứ hai nữa là người dân ở các xã an toàn khu vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hiện nay vẫn đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và thêm ba cái đối tượng mà sẽ được hưởng 95% chi phí hoặc là thì hiểu rằng là trước đây họ đang được hưởng là 80 thì bây giờ họ được hưởng là 95%. Đấy là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng cái trợ cấp hàng tháng trong trường hợp nuôi con nuôi liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha mẹ đẻ cha mẹ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện để chăm sóc cha đẻ mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống. Họ có thể hiểu là vợ hoặc chồng liệt sĩ đang được hưởng cái chế độ theo pháp lệnh người có công. Hoặc hai nữa là người phục vụ có công đang sống ở địa ở gia đình. Và cái thứ ba là người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các địa bàn khu vực 2, à, khu vực 3, các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này là không còn trong danh sách cả khu vực 2, khu vực 3 thôn đặc biệt khó khăn thuộc các vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 21-2025 thì ba đối tượng này sẽ được đối tượng cuối cùng đối tượng thứ ba thì bây giờ mới được đưa vào và đối tượng thứ nhất thứ hai thì sẽ được hưởng từ 80 chuyển lên thành 95 phần trăm. Vâng, nghị định 75 đã bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo phương thức thanh toán giá dịch vụ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, đồng thời quy định việc giao dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bảo hiểm xã hội Việt Nam và bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Thì bà có đánh giá gì về quy định mới này? à nghị định 75 bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện thanh toán theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ và được áp dụng ngược trở lại từ năm 2019. Thì theo quy định mới này các chi phí khám chữa bệnh à, bảo hiểm y tế trong cái phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế thì đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định à, sẽ thuộc phạm vi thanh toán của kỹ bảo hiểm y tế. Thì cơ chế thanh toán này sẽ thanh toán theo thực tế các dịch vụ, kỹ thuật, thuốc vật tư y tế và sử dụng cho người bệnh theo mức giá và theo quy định hiện hành thì các quyết định này thật ra là tạo điều kiện cho các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao cái chất lượng phục vụ cho người hưởng bảo hiểm y tế và quản đảm bảo cái quyền lợi của người bệnh khi mà sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đồng thời quản lý đơn vị khám chữa bệnh sẽ quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế an toàn và đúng quy định. À, thế liên quan đến vấn đề thanh toán chi phí khám chữa bệnh lần này thì mới đây bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn xác định số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được giám định à, đề nghị quyết toán bổ sung và báo cáo về bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp. Vâng, liên quan đến việc xuất trình giấy tờ khi đi khám chữa bệnh, giấy tờ đã được tích hợp trên VNEID thì người bệnh có thể sử dụng hình ảnh giấy tờ trên đó để làm thủ tục khám chữa bệnh hưởng bảo hiểm y tế theo nghị định mới này hay không thưa bà? À, theo quy định của luật bảo hiểm y tế năm 2008 thì có quy định là người tham gia bảo hiểm y tế khi đám, khi đi khám chữa bệnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh. À, trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với các giấy tờ chứng minh về nhân thân. Uh, của người đó đối với trẻ em 6, dưới 6 tuổi thì không phải xuất trình bằng y tế. Thì tại cái nghị định uh, 75 này thì quy định là người, người dân ngoài việc xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc là có thể xuất trình căn cước công dân. Thế tự nhiên thì cũng có cũng có phải là nói ra là nếu mà thẻ với điều kiện là cái thẻ bảo hiểm y tế đấy của người dân thì đã được tích hợp vào ứng dụng VNeID và tài khoản của người dân đây đã được uh, định danh ở mức độ 2 thì người dân sẽ được sử dụng thẻ bảo y tế trên ứng dụng VNEID để đi khám chữa bệnh. Thì ngoài ra là nếu sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 để đăng nhập vào ứng dụng VSID bảo hiểm sội số, số thì người dân cũng có thể được sử dụng hình ảnh thẻ trên ứng dụng VSID để đi khám chữa bệnh. Kết thúc chương trình là những tin tức thời tiết cập nhật. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, từ đêm ngày 12 tháng 11 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết thêm, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông dài rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm trên 24 giờ, có nơi trên 50 mm trên 24 giờ. Từ chiều ngày 12 đến ngày 13 tháng 11, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ chiều ngày 12 đến ngày 13 tháng 11, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa từ 80 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Ngày 13 tháng 11, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa từ 70 đến 120 mm, có nơi trên 170 mm. Cảnh báo ngày 14 tháng 11, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm, có nơi trên 600 mm. Ngày và đêm 12 tháng 11, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 6, cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn để cập nhật tin tức an ninh trật tự nóng nhất quý vị và các bạn hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh youtube báo lao động xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại